885 đoàn viên thanh niên của hãng cùng tham gia phục vụ hành khách trên các hành trình Việt Nam và quốc tế. Hãy đến với những con người Việt Nam tôi, đến với quê hương đất nước thanh bình, đến với Tết đón giao thừa ngày 30, với những chiến công mùa xuân năm ấy. Quê hương tôi đây đã sống hôm qua, có danh đón sống trái tim Việt Nam. Lớn tuổi rồi nhưng mà thấy được hoạt động của đoàn thanh niên này mà mình rất là thấy tự nhiên thấy mình trẻ trung ra. Thời gian thì nó rất là nhanh trôi, thoải mái, làm cho khách nó thư giãn đó. Còn tất cả người Việt Nam và các bạn bên ngoài cũng thấy cái hoạt động này của mình rất là mới và cảm thấy nó rất là hay. Chúng tôi thì luôn hướng tới cái sự đổi mới, sáng tạo và phát triển không ngừng, và tuổi trẻ Vietnam Airlines đang ngày càng làm cho khách hàng hài lòng nhiều hơn. Chúng tôi thì luôn sẵn sàng cùng với các hành khách sải cánh vươn cao với những trải nghiệm thú vị và những cơ hội mới qua những chuyến bay.